Xin chào cả nhà, Thanh Phương đã quay trở lại kênh Quang Miền Tây Vlog nha. Mới ơi, xin chào cả nhà ta, xin chào tất cả anh chị em. Rất là vui để đón chào các anh chị em tới với Quang Miền Tây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với công việc đó là nội trợ nha. Thì vì khí trời vẫn còn nóng nực cho nên mình thay đổi bữa cơm, thay cơm bằng một cái bún, đó là bún cá ngừ. Xin mời các anh chị hãy đến với mình với cái món ăn bún cá ngừ nha. Bây giờ mình xin giới thiệu nha các bạn. Thứ nhất đó là thành phần chính, đó là cá ngừ. Và các bạn thấy đây là một con cá ngừ, nó cân nặng là 1,3 kg nè các bạn. Rất là tươi, tươi lắm nha các bạn xem nè. Và người ta đã cắt cho mình rồi nha, sẵn rồi. Bây giờ mình để đó nha, chút xíu mình làm. Rồi tiếp tục nữa là ăn cái bún, đó là bún nè, đây là bún các bạn. Mình chai lại cho nó sạch sẽ. Đó, bún. Và đây là rau sống nè các bạn ha. Rau sống thì bao gồm có giá, rau thơm, rồi dập cá, vân vân. Rồi còn có là bắp chuối nữa nha các bạn ha, và salad. Đó thì các bạn thấy đó, nhà mình là thích ăn rau lắm, bởi nhất là trời nóng cho nên ăn rau. Rồi kế đến là mình nấu bao gồm những gì đây? Thì còn có là 4 cái trái cà chua, miếng khóm, cần tàu và hành và sả, và còn có là hành và tỏi, mấy miếng hành, mấy miếng tỏi. Còn đó là những cái gia vị thông thường ha. Rồi còn có cái màu dùng điêu. Tất cả đó là những cái gia vị thông thường, cũng là đơn giản thôi các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế cái cá này. Mặc dù là mình cũng rửa sơ qua rồi, và bây giờ mình sẽ sơ chế lại. Đây là nước mà mình bỏ ra để rửa này. Thì mình sẽ bỏ một ở đây một muối, muối loãng nha. Đó. Và đây là giấm nha các bạn. Rửa cho thật sạch, vì là cá mình sợ tanh lắm, nhất là cá biển. Bây giờ mình bỏ ra mình rửa sạch nha các bạn. Quá tươi luôn. Cá này ngon quá. Cá này là cá ngừ bò nha các bạn. Cá ngừ bò nó ngon, thịt nó đẹp, tươi quá mà. Mình sẽ rửa nha, không phải là rửa một lần đâu, 2-3 lần cho nó thật sạch. Sau khi mình rửa rồi thì mình để vào trong cái rổ này một chút xíu, nó để nó ráo nước các bạn ha. Ráo xong thì mình sẽ là ướp gia vị nha. Bông lắm mà. Nó nhỏ nhỏ chút. Mình ướp nha, ướp nè, ướp cái chút muối nha. Mình nhớ là mình ướp á, là mình sẽ là ướp cả hai mặt lẫn đó nha. Đó, muối chút thôi, một tí đường thôi. Rồi mình bỏ bột ngọt nha các bạn, một tí nữa, muỗng cà phê thôi. Chút tiêu các bạn. Hành nha các bạn. Chút hành vô. Chút mắm nha các bạn. Bây giờ nước mắm bao nhiêu? 2 muỗng.
giờ hai muỗng ha, ướp nha, ướp cho thật kỹ nè, hai mặt nè, à đó, massage cho nó nè, bạn thấy không? Sau khi mình ướp rồi ha, massage cho nó rồi ha, à mình bỏ đây, 30 phút sau mình sẽ gặp lại và xử lý bạn nha. À, các bạn ơi, trong khi chờ đợi cá nó thấm nhá, thấm gia vị thì mình sẽ làm những cái công việc sau đây, như là cắt này là cắt cần nha, cắt cần chút xíu nóc. Có cần vô nó thơm lắm, vô nó thơm. Lúc nào nhà mình nấu canh cũng có cần hết, vì có trồng đó các bạn. Rồi đó, hành lá nhà mình cũng trồng luôn đó, các bạn xem này. Hành lá thì vậy đó, ra hái đó, bạn thấy không, hay vậy chứ nó thơm lắm á. Ừ. Rồi đây xả các bạn ha. Tập chập hết. Mình lập dập nha các bạn. Rồi. Rồi mình sẽ cắt khúc nha. Mình sẽ cắt khóm nha. Rồi mình sẽ cắt. Giờ tới là khóm, lấy tới cà chua nha các bạn. Mình sẽ cắt muối cao. Cái này cắt hơi to quá ha. Bắt lại. Cắt bao nhiêu trái mà? 4 trái. Nói cho ngon. Dầu điều á mà. Đây là dầu điều. Hành tỏi nha các bạn, để cho nó thơm nè. Xả vô nha các bạn, để cho nó thơm. Cà chua nha các bạn, thơm luôn. Cái này là mình để sau nha, để cho nó chiên, ăn chín cho nó nhỉ. Mình cũng bỏ một chút đây bột nêm nha các bạn. Đường.
rồi nha các bạn. Rồi cái trái này nè, xả, khóm và cà chua sau khi đã xào thấm rồi ha, mình sẽ đổ vào ở nước nồi nước bên kia, nồi nước dùng bên kia. Lấy lại cái chảo hồi nãy các bạn ha, để đổ chút xíu dầu thôi. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào mình chiên, mà mình phải là chiên cho vàng đâu, không phải mà chiên xinh sáng sáng. Cá ngon quá mà. Chiên nhỏ lửa thôi. Nó cháy. Cái cần cá ngon. Ngon chưa? Ở đây là ruốc Huế và mình đã đánh với nước lạnh ha. Giờ nó lắm lại thì mình sẽ bỏ vào đây một ít thôi, không có nhiều nha các bạn. Rồi xong. Dưới được kẻ nè. Lật ra. Cái kẻ này là nó sẽ ừ. Được rồi mà. Mình sẽ bỏ cá vào nha các bạn. Sau khi chiên xém rồi đó, hai mặt thì mình bây giờ mình bỏ vào. Ơi, nó thơm quá mẹ. Cái nước á. Trời ngon luôn bạn ơi. Các bạn thấy không? Tuyệt vời không? Biết thơm vậy mà. Thơm vị ruốc. Thơm mùi ruốc. Mùi ruốc, có mùi ruốc chút chút đó các bạn, chứ không có nhiều. Nhưng mà rất là thơm. Có xả nữa mà. Đậm đà chất Huế mà. Huế thì các bạn biết là hồi nào nó canh đồ cũng có ruốc hết các bạn. Nhất là bún bò Huế đó cũng có ruốc luôn. Đó, mình đổ hết vào trong này nha các bạn ha. Rồi xong. Chán lại. Xong rồi. Đẹp chưa? Thơm quá, thơm lửa. Wow, cá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đặt cái nồi nè các bạn. Nêm gia vị thêm nha. Rồi, mình thêm tí hai muỗng bột nêm. Rồi. Một phần ba của muỗng muối nha. Rồi cho mình không dám bỏ muối nhiều. Tí bột nêm nha các bạn. Bột ngọt. Bột ngọt, quên bột nêm. Trời ơi, xong. Nửa muỗng cà phê này. Chưa được nửa muỗng, chút xíu rồi. Đường. Nước mắm nha các bạn. Rồi. Mình cho thêm một muỗng nước mắm. Muỗng là muỗng canh á. Rồi. Là xong rồi đó. Bỏ cà chua vô luôn hả? Bỏ phần cà chua còn lại đó, bỏ vô. Vì nó cũng gần chín rồi. Đây, bây giờ mình múc nước rồi bạn ơi. Tắt bếp rồi đó nha các bạn. Một nồi nước nó thơm.
trời mà nắng ăn có tí nước dễ ăn lắm mà. Tô bún cá ngừ của mình đã làm xong rồi đó các bạn ơi. Các bạn thấy thế nào? Hấp dẫn không? Rất là ngon. Ngon dữ lắm. Ăn nó thơm, mùi cá ngừ nó tươi, nó ngọt các bạn ơi. Rồi nó hương vị nào có sả, nào có ớt cay cay nữa. Rồi có cái mùi lúa nó nồng nàn, nó hòa quyện vào nhau. Trời ơi các bạn cứ làm thử, các bạn ăn đi nha các bạn ơi. Rất là ngon, nhất là mùa hè này nè. Mình thay đổi món đi, ăn bún cho nó mát nha các bạn. Rồi các bạn về nhà làm nha các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Các bạn nhớ cho mình một cái đăng ký, like, chia sẻ cho hai mẹ con mình nha. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Giờ mình xin tạm biệt các bạn tại đây nha. Bye bye các bạn. Chào các bạn, hẹn các bạn video sau nha.